Tiền vệ Nguyễn Đức Chiến là một trong những gương mặt thú vị nhất ở đợt tập trung tháng 9 của đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Viettel được huấn luyện viên Philippe Chusier triệu tập sau màn trình diễn xuất sắc ở V-League 2023 với 7 bàn thắng. Đức Chiến cũng ghi 2 bàn ở Cúp Quốc gia 2023, góp công không nhỏ giúp câu lạc bộ Viettel giành ngôi Á quân. Trong buổi tập tối 4 tháng 9 cùng đội tuyển Việt Nam, Đức Chiến chia sẻ: "Cảm ơn ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam đã trao cơ hội cho tôi được góp mặt ở đợt tập trung lần này. Cảm xúc của tôi khi được khoác áo tuyển là vinh dự và tự hào. Đó là niềm vui, động lực lớn để tôi phấn đấu trong thời gian tới." Đức Chiến khẳng định huấn luyện viên Chusier đang tạo dựng phong cách chơi bóng mới mẻ cho đội tuyển Việt Nam khi đề cao khâu kiểm soát bóng. Anh nhận thấy hai huấn luyện viên, ông Chusier và ông Park Hang-seo, có triết lý và cách vận hành đội tuyển khác nhau. Huấn luyện viên Chusier mang đến lối chơi khác, hướng đội tuyển Việt Nam tới mục tiêu cầm bóng và triển khai bóng ngắn, nhỏ nhiều hơn so với huấn luyện viên Park Hang-seo. "Hiện tại tôi đang tập luyện và được thử nghiệm ở vai trò tiền vệ phòng ngự. Đây là trải nghiệm mới và có chút khó khăn, không phải chỉ riêng tôi mà với các cầu thủ khác. Đây cũng là thử thách lớn với tôi. Huấn luyện viên đòi hỏi tôi phải di chuyển nhiều hơn so với trước đây. Nhưng không sao, tôi sẽ thích nghi nhanh nhất có thể", Đức Chiến khẳng định. Cầu thủ sinh năm 1998 cũng khẳng định ông Chusier là người yêu nghề, nhiệt huyết và tận tâm với công việc. "Huấn luyện viên Chusier là người nghiêm túc, yêu nghề. Một ngày ông có thể đứng trên sân rất nhiều khi kết hợp huấn luyện cho đội tuyển quốc gia lẫn U23 Việt Nam. Do đó, toàn đội luôn cố gắng để nắm vững triệt hạ phong cách mới mẻ này.